Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chủ kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Đến video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe tải Kia K190 đời 2016, tải 1 tấn 9, thùng lửng. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Xe sản xuất 2016, thùng lửng. Máy móc riêng nguyên bản thùng lửng. Chassis rất là đẹp nha anh em. Tải 1 tấn 9, xe đi được 140 nha anh em, 140.000 km. Sẽ dỡ cái máy lên cho anh em xem thử. Máy zin nguyên bản, hộp số chưa rớt. Cầu xài xe nắng chính số thùng lửng liên hệ mình số điện thoại 0939529686. Cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại nhau video tiếp theo.